Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em cách rải một bài hát đoạn đầu. Người ta có thể hát cái điệp khúc nhưng mà chúng ta rải vô. Bây giờ thầy sẽ đánh mẫu cho em nghe trước. Bây giờ rồi. Thầy sẽ ví dụ vô bài Anh Còn Nợ Em. Không? Anh còn nợ em, chim về núi nhà, trời mơ mưa đêm. Chỗ này muốn nhẹ. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng trói qua em. Rồi mình sẽ vô lại đoạn đầu. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế. Đó là cái cách dạo đầu. Sau này nhiều người mình có thể vô cái điệu, hoặc là ca sĩ họ muốn hát ran cái đoạn đầu cùng với piano thì mình có thể áp dụng vô, hiểu không?